Xin chào tất cả các em Chào mừng các em đã quay trở lại với nội dung của môn học Hôm nay cô sẽ dẫn các em tìm hiểu nội dung của phần tiếp theo Tìm hiểu về phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ Mà các em chúng ta cùng nhau theo dõi à, bạn Các bạn ta ghi cho câu phần Ấn Độ nhé Ấn Độ năm 1919-1939 Nội dung sự kiện đó là Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của đảng quốc đại và Gandhi. Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự, sự lãnh đạo của đảng quốc đại và Gandhi. À chúng ta có ghi được chưa nhỉ? Nào. Đây. Ở, Ở Ấn Độ đã diễn ra cuộc bãi công với quy mô lớn của nông dân, công nhân và khởi nghĩa của nông dân chống thực dân Anh. Đảng quốc đại dưới sự lãnh đạo của Mahat, Mahatma Mahatma Gandhi đã động viên nhân dân đấu tranh đòi quyền động lập, giải trai hàng hóa của Anh, phát triển kinh tế dân kinh tế dân tộc, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở thổ nhĩ kỳ. Rồi. Chúng ta có thể ghi vào cho cô nhé. <laughs> Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về đảng quốc đại và Gandhi nhé. Ở à, đây cô sẽ đọc thì mình cho các bạn này. Đảng quốc đại. Từ giữa thế kỷ thứ 19, giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ đã dần dần đóng vai trò quan trọng. Tư sản Ấn Độ muốn được tự do phát triển thế kinh tế và đòi hỏi được tham gia chính quyền, nhưng bị thực dân Anh kìm hãm. Cuối năm 1885, Đảng Quốc Đại đảng quốc dân đại hội đảng quốc đại thành lập đó là chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ nó đánh dấu một giai đoạn mới giai, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên đài chính trị hoạt động một sự phân hóa của đảng quốc đại thứ nhất là về phương pháp đấu tranh phương pháp ôn hòa thứ hai mục tiêu đấu tranh yêu cầu thực dân Anh lấy rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị giúp đỡ họ phát triển kỹ nghệ, phát triển một số cải cách về mặt giáo dục xã hội. Về sự phân hóa, Phải ôn hòa chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình, Phải cấp tiến do tin nắc đứng đầu chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh bằng bạo lực. Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ về mặt nguyên nhân, nguyên nhân sâu xa, mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc. Về trực tiếp, trực tiếp thì tháng 7 năm 1905, anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengal. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu Cuộc biểu tình của hơn 10 vạn người tại bờ sông Hằng Tháng 10 năm 1905 <laughs> Tổng bãi công của cựu nhân dân Bombay tháng 6 1908 Cao trào 1905 1908 thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân Anh. Tuy nhiên, do chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa trong đảng quốc đại đã làm cho phong trào tạm ngừng. Nhận xét Ý thứ hai là lãnh đạo Giai cấp tư sản Ý thứ hai, lực lượng Toàn thể nhân dân Ấn Độ Thứ ba, mục tiêu đấu tranh Vì một nước Ấn Độ độc lập dân, và dân tộc Giải phóng dân tộc Tính chất mang tính dân tộc dân chủ. Thứ sáu, phong trào giai đoạn này có nét khác biệt so với những phong trào đấu tranh trước đó, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ, hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước châu Á. Trong những năm đầu thế kỷ 20, lần đầu tiên công nhân Ấn Độ tham gia trào phong trào dân tộc kết quả chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa trong đảng quốc đại làm cho phong trào tạm ngừng. Đây chúng ta sẽ dùng uh, Mahatma Gandhi, Gandhi là một trong những lãnh tụ tinh thần của nhân dân Ấn Độ, uh, người đã dẫn dắt nhân dân Ấn Độ giành độc lập thoát khỏi sự cai trị của thực dân Anh và dành cả cuộc đời mình để phản đối hình thức khủng bố bạo lực gây ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bằng hòa bình và bạo lực ở Ấn Độ và quốc tế. Man Mahatma Gandhi sinh ngày mùng 2 tháng 10 năm 1869, cách đây 150 năm. Một tâm hồn vĩ đại uh, Manhattan Gandhi uh, sinh trưởng trong một gia đình danh giá Rồi ta tìm hiểu tiếp này đây Manhattan Gandhi vị cha già của Ấn Độ nhé chúng uh, ta sẽ tìm hiểu tiếp phong trào của Indonesia Và sẽ ghi tiếp vào bản nên biểu nhé Từ năm 1926 đến 1927 Tại Java và Uh, Sumatra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngài theo phong trào dân tộc tư sản của các Sukarno đúng không? Chúng ta ghi vào năm 1926 1927 1926, 1927 tại Java và Sumatra tại Java và Sumatra dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng sau khi bị đàn áp quần chúng ngã theo phong trào dân tộc tư sản của Sukarno.